Trung Kiên Audio xin kính chào các bác. Trung Kiên Audio tối nay lên sóng giới thiệu bán, em tạm gọi là thanh lý với các bác, một cái bộ dàn của hãng Sony, loa dàn đồng bộ. Con này con Sony Z100. Con này có chức năng chỉnh bass chắc trên mặt máy luôn, còn đúng chỉnh đây anh em nhé. Đấy, và có chế độ super bass nữa. Nói luôn với anh em, con này hình thức của nó không được đẹp, hay tạm gọi là xấu đi cho nó nhanh anh em nhé. Và em sẽ có giá bán xả cho anh em với mức giá chỉ 1.300.000 đồng với sản phẩm này. Còn các bác có thể tra giá trên mạng, như anh em đang bán cái bộ sản phẩm này là giá của nó đang dao động từ 2.000.000 đến 2.200.000. Con này thì em vẫn bao zin nguyên bản cho các bác từ đầu máy đến hai loa. Tuy nhiên hình thức của nó do vận chuyển nó bị sứt mẻ và bị xấu một số vị trí, cho nên em thanh lý nhanh với giá 1.300.000 đồng cho anh em. Và với các cái chức năng của bộ dàn như sau. Con này thì có chức năng chơi điện thoại máy tính qua cổng analog như em chuẩn bị test. Tính năng mà chơi đĩa MD em test là thấy ok. Chức năng chơi đĩa CD em ấn thấy dây không ra. Thấy đĩa không ra thì chắc chắn là dây loa đang bị có vấn đề, bị trùng, bị mục vân vân. Thì em bỏ qua chức năng CD. Còn FM của Sony thì nói chung các cụ dàn mini thì Sony thì nó chỉ đều làm là FM 90, thì em xin phép cũng bỏ qua tính năng FM là 90. Ngoài ra có một tính năng rất hay nữa ở bộ dàn, đó là tính năng Optical, là chính tính năng chơi qua giải mã từ Smart TV xuống. Nhưng mà rất là buồn, đó là cái TV nhà em lại đang hỏng cái cổng quang, đang hỏng của quang ra, không test được cái tính năng đấy. Cho nên em sẽ giảm giá bộ này xuống còn có 1.300.000 đồng là vì vậy các bác nhé. Vì em không test được cổng quang, cho nên nếu như các bác về các bác có cổng quang, các bác có thể tự test giúp em nhé, xem nó hoạt động như thế nào. Còn em chỉ test với các chức năng em vừa mới nêu, đó là chức năng chơi điện thoại, chức năng chơi đĩa MD như vậy thôi. Đấy, còn các chức năng về quang hay là về các tính năng khác thì các bác về các bác tự nghiên cứu giúp em nhé. Rồi đầu tiên thì mời anh em cùng trải nghiệm chất âm của bộ dàn Sony. Em sẽ quay máy quay gần một chút xíu nhé, để anh em trải nghiệm rõ được hơn cái chất âm của cái bộ dàn này. Nói chung bộ dàn này tiếng bass rất là uy lực, rất là hay luôn. Đấy. Rồi xin mời anh em nhé, em sẽ mở một cái bản nhạc remix. Đây anh em có thể chỉnh bass check tại đúng điều đúng chỉnh luôn anh em nhé, tại đúng chỉnh luôn bass check tại đúng chỉnh luôn. Rồi và super bass anh em ấn là nút có chữ là DSG này, khi nào nó kích hoạt chế độ sáng lên. Đấy, tức là nó đã kích hoạt chế độ super bass cho anh em nhé. Đó, bây giờ thì mời anh em chơi nhạc. Ủa sao mạng lag à? Có thể gân cao su anh em nhé, em đã thay gân xịn rồi đấy ạ. Dòng này về 100% một cân. Em đã thay gân xịn rồi đấy em nhé. Cao su rất là xịn. We'll be right back.
test thêm ở nhà là bơi room chút xíu nhá. Cái này tiếng rất hay luôn, có chỉnh bass chép, dòng này sẽ tăng chép một chút xíu nhá, nghe cho nó hay. Mà có chỉnh bát chép thì nó sẽ tùy biến được chơi khá là nhiều các cái dòng nhạc khác nhau. Ok, em sẽ quay hình thức cho các bạn nhìn nhé. Về tổng thể thì hình thức của nó vẫn được coi là rất là đẹp. Tuy nhiên thì về soi vào những vị trí cụ thể thì nó sẽ vẫn có những điểm nó không được đẹp. Đấy, về tổng thể em quay là rất là đẹp nhé. Loa vung vắn hết các thứ này các bác nhé. Đấy, đầu âm ly cũng tương đối đẹp. Anh em chú ý cái vấn đề về đấu dây cho em nhé. Anh em đấu dây nhé, em sẽ quy định là dây đen là anh em sẽ đấu cực đen. Còn cái dây trắng này anh em sẽ đấu cực đỏ cho em, để là tương ứng với cực dương. Đấy, chú ý đấu đúng màu đúng cực cho em nhé. Đấu sai là nó sẽ ảnh hưởng đến tiếng bass của nó. Con âm ly này công suất tiêu thụ điện nó là 75W các bác nhé. Đấy, các bác có thể thấy là model CP500, CP500 anh em nhé. Loa dàn đồng bộ luôn. Và đây là cổng optical của nó, như lúc nãy em có nói đến, nhưng tuy nhiên thì cái Smart TV em nó đang mất cái chức năng optical ở out cho nên là nó không xuất âm thanh được, em không test được cái cổng này nhé. Các bác về tự test giúp em nhé về vấn đề optical nhé. Đấy, em sẽ giảm giá cho anh em về chơi. Đấy, chủ yếu nhất là chơi các bác chơi điện thoại máy tính đã. Đấy, chức năng về TV optical thì các bác về nghiên cứu nhé. Cái gân này thì em như em nói lúc nãy là mô tả rồi, cái dòng này 100% về là một gân nhé, thì em đã thay cho các bác một gân rất là xịn của gân cao su nhé, rất là xịn nhé anh em nhé. Đấy, gân rất là xịn luôn, mềm nhũ luôn em nhé, gân cao su. Đấy, màng loa bát là màng giấy chắc này, sáng lung linh luôn này. Thế về tổng thể là như vậy nhé. Em bây giờ sẽ quay một số vị trí nó xấu để cho anh em mình có thể nắm được luôn cái vị trí xấu của cái ly nhé. À đây, chưa quay cái căng ở đây các bác nhé. Cái căng ở đây. Đấy, còn cái ly này thì nó sẽ xấu nhất ở một vị trí, đó là cái sứt ở bên này. Đây, em bỏ cái loa dịch ra anh em nhìn rõ hơn nhé. Nó bị vận chuyển, bị vỡ chỗ này đây. Đây, sứt ở tí ở đây. Đấy, và dọc nước dọc không đây. Đấy, dẫn đến việc là cái này nó lắp được hơi phồng một tí này, ép nó không vào được này. Đấy. Đấy, cái này cũng thế em nhé, cái này thì không bị sứt đâu, nhưng cũng lắp được cũng hơi bị kênh một tí xíu này. Đấy, cho nên là em sẽ có giá giảm cực sâu cho anh em nhé. Với những bộ này thì anh em cứ tra mạng, anh em là họ đang bán tầm khoảng 1.8 triệu đến tầm 2 triệu cơ. Thực ra những dàn này đẹp thì bên em cũng phải bán cỡ khoảng 1.6 triệu, 1.8 triệu chứ không thể rẻ được. Tuy nhiên thì nó xấu thì em sẽ giảm giá rất sâu cho bác, còn 1.3 triệu thôi. Đấy, anh em nào mình chơi không quá cầu kỳ với cái hình thức thì quan trọng là cái vấn đề chất âm và cái sự tiện dụng nhé. Anh em có thể mua cái dàn này nhé. Đây, tăng giảm như kiểu đi to luôn nhé anh em nhé. Hai núm, ba chét đây, su ba đây. Đấy, còn nút function thì là nút chuyển hệ nhé. Đây, về trên optical cái thứ này, đấy, tab tiếp này. Thì anh em sẽ chơi analog nhé, analog của chơi điện thoại máy tính này. À, cái đĩa MD ở trong này, em test ok rồi nhé, nên test lại cho các bác xem nhé. MD nó để trong máy nhé. Đấy, đĩa MD. Đấy, MD chơi được không nhé. Đấy. MD là có chơi anh em nhé. Rồi MD chỉ test sơ bộ thôi. Còn CD em ấn không thấy ra thì chắc chắn là nó bị hỏng dây cút loa rồi. Thì bỏ qua chức năng CD đấy, em chuyển về nút function nhé, về chế độ là analog. Đấy, để chơi điện thoại máy tính nhé. Và tóm lại dàn này em sẽ bao chức năng chơi điện thoại máy tính ok cho các bác nhé. Về các bác chơi điện thoại trên máy tính rất là hay luôn. Để phòng ngủ hoặc phòng khách đều ok nhé các bác nhé. Đấy, nhìn xa thì nó vẫn là đẹp thôi, các vết sứt thì nó sẽ không quá lộ đâu. Đấy, rồi em giảm giá còn 1.3 triệu nữa, nói từ đầu nhé, 1.300.000 đồng em miễn phí giao hàng toàn quốc cho anh em luôn, nếu như anh em mua hàng chuyển gần đủ nhé.
Còn nếu các bác mua chuyển cọc thì em vẫn như mọi khi, các bác cọc trước 300 với bộ dàn này. Với các đơn hàng chuyển cọc thì các bác sẽ trả tiền phí giao hàng với nhân viên bưu điện giúp em. Đó. Và giá em báo thì nó sẽ chưa bao gồm đổi nguồn và dây rắc, các bác chú ý nhé. Các bác có thể mua đổi nguồn dây rắc luôn ở bên em cho nó tiện, hoặc các bác có thể tự mua, cái đấy thì tùy anh em. Hoặc anh em có rồi thì thôi càng tốt. Đấy. Mọi chi tiết đặt hàng các bác nhắn tin cho Trung Kiên Audio qua số Zalo của em là số 0975 575 262. Chân thành cảm ơn tất cả các bác và anh em đã bớt chút thời gian theo dõi video test của Trung Kiên Audio. Xin cảm ơn các bác.